đẹp đấy. Các bạn cách cầu Cột Pha được bằng một chuyện gạch. Chân đi hẹp đấy, cẩn thận mái tôn đấy, lái cái mái tôn ra đấy, thấy đông Cột Pha này. À đấy, rụt cẩn đấy. Các bạn, cái cầu Cột Pha vị trí hẹp. Cần bên trên cần là nó vướng mái tôn và dây điện. Đấy, ông lái cầu là ông phải hết sức là tinh chu chuẩn. Cao dây điện đấy, đấy tụt đấy. Bên ngoài là đường tỉnh lộ 274, các phương tiện lưu thông bình thường, không xảy ra ách tắc. Đã lên được một xe. Vào à? Lé cái chỗ ấy ra, chỗ vữa đang bẩn đấy. Hơi chạm dây điện rồi. Cầu Cột Pha lên xe. Đấy, phía này ngược sáng. Đấy, đã xong toàn bộ móng. Để chờ đổ lên, đổ đất. Xa xa cái máy cầu còn cuộn. Chia sẻ quý vị và các bạn là xong toàn bộ móng rồi, chờ đổ đất rồi.